Hi, xin chào các bạn quay trở lại với YouTube của mình. Chúng ta mình đây đang là Perfume de Merlin de Lina phiên bản EDP. Đây các bạn nhìn thấy. Chai nước hoa này nó có giá trên thị trường khoảng tầm 5 triệu đồng. Có thể nói là một chai nước hoa ở tầm phân khúc tầm cao cấp ở Việt Nam. Và rất cảm ơn anh Đức đã tài trợ cho mình chai nước hoa này. Và nếu bạn nào đang quan tâm đến sản phẩm nước hoa thì có thể xem đường link Facebook ở dưới phần mô tả của video. Và chúng ta hôm nay sẽ cùng nhau xem là chai nước hoa này nó có gì và nó có nên mua hay không. Bắt đầu nhá. Đầu tiên là về ngoại hình của em nó thì em nó có một chiếc hộp rất là đẹp màu hồng như này. Đây, và cái phần nắp này được làm bằng mút và các bạn có thể để chai nước hoa như này. Đây. Đó. Như này đậy vào. Và cái phần chai thì đây các bạn có thể nhìn thấy là nó có thiết kế rất là đẹp. Sờ cái phần này thì rất là mịn. Và nó có một cái nơ, một cái tô rua ở đây. Và cái nắp đây. Đấy, nắp này được làm bằng kim loại khá là nặng. Có một cái điều về chai nước hoa này các bạn cần lưu ý như các bạn mua để sử dụng. Đó là cái phần thân chai này nó rất là dễ bẩn. Nên là các bạn cần phải bảo quản được tốt. Không thì kiểu cái chỗ này nó mà nhám vào thì trông rất là xấu. Còn tất cả về ngoại hình của em nó thì rất là đáng yêu, rất là phù hợp với các chị em phụ nữ. Nay xịt trên giấy sao nó khác hôm trước mình xịt trên da nhở? Mùi hương của De Lina này thì khi các bạn xịt ra thì các bạn nhận thấy những cái nét rất là rõ ràng, đó là cái vị ngọt và tươi đến từ fruity, cụ thể đây đó là vải. Cái nét chua mà mình nghĩ là đến từ đại hoàng, và nếu như bạn nào đã ngửi qua vài chai nước hoa có nốt hương đại hoàng, cây đại hoàng ấy, thì cây đại hoàng nó sẽ làm cho mùi hương có phần chua và tươi khá là rõ. Và đằng sau thì mình ngửi thấy có hồng nữa. Và ở đây thì còn có một chút gì đó làm cho mùi hương có phần sâu và dày, có phần hơi tối nhẹ, hơi tối. Nó có giống như kiểu vài chai nước hoa kiểu Trung Đông ấy. Không biết là trong này có nhang nhức hay là có út không. Về sau thì em nó trên da mình trở thành một cái mùi hương khá là mềm mại và ngọt. Mùi hồng nó sẽ xuất hiện rất là rõ. Và hồng ở đây thì người ta ghi chú đó là hồng Thổ Nhĩ Kỳ. Cái nét chua và cái nét ngọt của vải cũng sẽ dịu xuống và hồng làm chủ đạo. Phải nói rằng là mùi hương này mình đánh giá là nó là một cái mùi hương rất là nịnh mũi. Và các bạn có thể blind buy chứ không sợ cái vấn đề là kiểu thất vọng hay là kiểu phản đam với cái số tiền mà các bạn bỏ ra. Với một cái mùi hương như vậy thì nó sẽ phù hợp với cái độ tuổi và với cái phong cách như nào? Thì với cảm nhận cá nhân của mình thì em này mình nghĩ là sẽ dành cho bạn nữ khoảng tầm 23 đến 25 tuổi đổ ra. Và sẽ là những bạn nữ kiểu tiểu thư, con nhà gia giáo, thích cái kiểu ăn mặc kín cổng cao tường. Nhưng mà nó vẫn toát lên một cái vẻ lịch sự, một cái vẻ sang trọng. Chứ không nhất thiết là phải hở nọ hở kia. Nó không kiểu vồn vã, nó không kiểu sồn sáng quá như là những cái chai nước hoa như kiểu Scandal hay là Narciso. Và mùi hương này thì các bạn chỉ cần ăn mặc kiểu nhẹ nhàng, chiếc váy trắng, tóc buộc cao, hay là những cái chiếc kiểu một chút áo vét cũng được, kiểu đấy. De Lina này mình rất hài lòng với cái độ bám tỏa của em nó. Tại vì trên da mình, em nó lưu được tầm 12 tiếng. Không biết trên da các bạn nào đã sử dụng qua thì nó như thế nào. Về cái độ tỏa hương của em nó thì đặc biệt là em nó tỏa tầm một cánh tay rất là tốt. Và tỏa khá là lâu chứ không phải kiểu 1-2 tiếng rồi nó bay mất. Mình thậm chí 3-4 tiếng mà mình kiểu người xung quanh đi qua mình thôi, ngửi thấy bạn ui hay xịt mùi gì sang nữ tính ấy. Đó, nên các bạn phải biết rằng là đây là một chai nước hoa có độ bám tỏa rất là tốt. Và hiện nay trên thị trường chúng ta đang có hai phiên bản, đó là phiên bản EDP và phiên bản Exclusive. Hai phiên bản này nó chênh nhau khoảng tầm 300,000 đến 500,000. Và Exclusive nó đắt hơn một chút. Và với cá nhân mình thì mình đã ngửi qua Exclusive rồi, và đây là bản thì mình bản EDP mình mới được ngửi qua. Thì mình thấy là bản Exclusive thì mở đầu hai cái mùi hương nó khá là giống nhau. Nhưng mà về sau thì cái phiên bản kia thì nó có cái xu hướng làm hơi già hơn, hơi tối hơn. Nên là nếu như bạn nữ nào mà tầm 30 tuổi mà chưa có chồng ấy, hoặc là vẫn kiểu theo đuổi phong cách như vậy thì các bạn nên sử dụng phiên bản Exclusive. Còn phiên bản này mình nghĩ là trẻ trung thì nó sẽ phù hợp để tầm 23 đến 25 tuổi. Chốt lại thì Perfume de Merlin de Lina này có nên mua hay không? Thì đây là một cái mùi hương dành cho những bạn kiểu tiểu thư, gia đình, gia giáo, thanh lịch.
và thích những cái mùi hương bám tỏa tốt thì nên mua em nó. Còn nếu như bạn không có điều kiện tài chính tốt thì chai hoa này có lẽ là nó sẽ quá là đắt so với các bạn nếu như các bạn cố mua. Thì mình có một cái gợi ý để có thể thay thế được chai hoa này khi mà có một cái mùi hương nó khá là giống ở cái phần bay nốt với chai hoa Delina này, đó chính là Montel Romus. Đó là một chai hoa mà mình thấy rằng là về sau thì hai chai hoa này nó có nét khá là giống nhau, và Montel thì có giá rẻ hơn, khoảng tầm hơn 2 triệu là các bạn có thể sở hữu một chai 100ml, còn ở đây thì tầm 5 triệu đồng, khá là đắt. Và đó là cảm nhận của mình về chai nước hoa này. Không biết là các bạn nào đã sử dụng qua chai nước hoa này chưa thì cũng hãy bình luận ở bên dưới. Và đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của mình để có thể xem nhiều video mới hơn. Và xin chào và hẹn gặp lại.